Motor, mày đi đâu vậy? Motor, đi đâu vậy? Motor à, mày tha chim sẻ gì cho tao sao? Hả? Ây trời ơi! Sếp à, lúc đầu tôi tưởng nó tha côn trùng gì thôi. Sau đó nhìn kỹ, thì ra là một ngón tay. Làm tôi hết hồn. Sau đó nhìn lên phía trước, thì ra cả cái xác ngựa bên đó. Trên người nạn nhân không có giấy chứng minh và cả giấy tiền. Cổ tay trái bị xây xát, nghi là bị thương trong lúc bị kẻ cướp giật đồng hồ trên tay của nạn nhân. Quần và giày cũng bị người ta lột mất, giống như bọn diệt biên làm. Thời tiết như vậy, đúng ra nạn nhân phải mặc áo khoác. Cũng tức là hung thủ đã lấy luôn áo khoác của nạn nhân. Trên ngón áp út có vết thằng đeo nhẫn rất rõ. Có thể là hung thủ muốn lấy chiếc nhẫn để mới cắt luôn ngón tay nạn nhân. Nếu đúng vậy, khả năng cho bọn dược biên làm rất lớn. Trên ngọn núi này, trước đây cũng từng xuất hiện bọn dược biên ra cướp của người tập thể dục sáng. Rất có thể là nạn nhân lên núi tập thể dục sáng mới bị giết hại. Nhưng lại không có giấy chứng minh và di động. Muốn chứng minh thân phận của nạn nhân có thể phải mất nhiều thời gian. Tôi nghĩ chưa chắc. Một ông già ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, ngay cả mắt kính cũng là hàng hiệu. Người nhà ông ấy chắc chắn sẽ mau chóng đi tìm nạn nhân. Mọi người quan sát xung quanh coi còn có gì không, lưu ý cho thật kỹ. Yes, sir. Xin hỏi hai người tìm ai vậy? Chúng tôi ở tổ trọng án Tây Cửu Long, muốn tới tìm chị Dương. Tôi chính là người chị tìm. Chị Dương chào chị. Chúng tôi tới là muốn hỏi chị và ông xã chị để tìm rõ tình hình lúc ông Dương Chấn Vũ còn sống. Vậy được, mời vào nhà ngồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Mời ngồi. Chị Lai, rót trà. Dạ. Trong nhà nhiều đồ cổ quá. Dạ phải, ba chồng tôi rất thích sưu tầm. Chị Dương à, ông xã chị Dương Hiểu Đông đâu? Từ lúc ba xảy ra chuyện, anh Đông luôn cảm thấy trong người không khỏe. Lúc này anh mới vừa chợp mắt. Nếu như có thể thì tôi muốn để ảnh ngủ thêm một lát. Cũng được, vậy chúng tôi nói chuyện với chị trước. Ừ. Tôi muốn biết là hôm ông Dương Trấn Vũ bị giết hại, hai vợ chồng chị đang ở đâu vậy? Ba chồng tôi ngày nào cũng đi leo núi. Tôi và anh Đông không thích tập thể dục sáng, cho nên trước nay chúng tôi không đi chung với ba. Ngày thường thì tôi thức dậy vào 6 giờ sáng, sau đó thì chuẩn bị bữa sáng cho ba và con tôi cùng ăn. Thường thì ba đi từ 6 giờ rưỡi tới khoảng 8 giờ rưỡi mới đi bộ về tới nhà. Nhưng mà hôm qua tôi đợi tới khoảng 9 giờ mấy vẫn chưa thấy ba về, nên tôi liền gọi điện cho ba, nhưng không ai trả lời. Tôi nghĩ rằng có thể là ba đi leo núi gặp chuyện gì rồi, nên lập tức tới sở cảnh sát trình báo. Vậy như theo chị biết, lúc còn sống thì ông Dương Chấn Vũ có thù oán gì với ai không? Ba ít khi nào nhắc tới chuyện làm ăn. Tôi cũng không biết trong chuyện làm ăn ba có thù oán gì với ai không. Nhưng mà ngày thường thì không nghe ba nhắc tới chuyện có thù oán gì với ai. Cậu chủ, thật ngại quá. Anh Đông, anh dậy rồi hả? Hai vị này là cảnh sát bên tổ trọng án, họ muốn tới hỏi chuyện liên quan tới ba. Ngồi đi. Thật xin lỗi, từ khi ba bị giết hại, anh Đông thường xuyên bị mất ngủ nên tinh thần không được tỉnh táo. Linh xương đà vũ, hạn chế qua sông. Đúng là linh mà. Anh Dương, có phải anh biết ai giết hại ông Dương Chấn Vũ không? Linh xương đà vũ. Anh Dương, anh có thể nói lớn hơn một chút được không? Thật ngại quá, anh đã chịu cú sốc quá lớn. Tôi nghĩ vài ngày nữa hai người tới hỏi thì hơn. Ba của tôi bị người ta yếm bồ chết. Anh nói ba anh bị người ta yếm bồ chết là có ý gì? Khoảng chừng 2 tuần trước, ba tôi bắt đầu thường xuyên lẩm bẩm một mình, nhắc đi nhắc lại 2 câu. Vì mà linh xương đào vũ, hạn chế qua sông. Còn suốt ngày than ngắn thở dài. Nên anh Đông mới hỏi ba là chuyện gì. Ba liền nói có thầy tướng nói ba sẽ gặp kiếp nạn. Mấy chuyện bói toán nói mò đó trước nay chúng tôi không tin. Ai ngờ ba lại bị giết hại như vậy. Nên anh Đông vẫn luôn cho là ba bị 2 câu nói này trù yếm mà chết. Vậy thầy tướng đó tên là gì? Chị ta là một nữ thầy tướng tên là Quyền Linh Tử. Trước nay ba cũng rất tin chuyện phong thủy mệnh lý, thậm chí thỉnh thoảng nên mấy giờ bước ra cửa và nhắm hướng nào để đi ba cũng phải hỏi chị ta. Cách bày trí phong thủy trong nhà cũng cho chị ta phụ trách. Tôi lấy danh thiếp của chị cho hai người. Cảm ơn. Chúng tôi làm phiền chị định ra ngoài à? À không, anh Đông không được tỉnh táo lắm, cho nên lúc nào tôi cũng phải ở nhà với ảnh. Cảm ơn. Đừng có sao. Quyền Linh Tử cư sĩ, Linh Cổ Học Quán. Trang trí ở đây cũng rất trang nhã, không giống một học quán của tướng. Tôi cũng thích vẻ tầm thường, tên cách trang trí ở đây theo phong cách trang nhã. Cô Quyền à, hay là chúng ta nói về chuyện ông Dương Chấn Vũ đi. Ông Dương không chỉ là khách hàng của tôi,
còn là một trưởng bối rất đáng kính. Lần nữa mới xảy ra chuyện, tôi cũng rất đau lòng. Cô đã là thầy tướng đoán mạng, chẳng phải là cô đã sớm đoán ra ông ấy sẽ gặp phải chuyện gì sao? Quả thật tôi đã biết trước ông ấy gặp phải kiếp nạn. Khoảng 2 tuần trước, ông ấy có tới nhờ tôi đoán vận số trong năm. Tôi đã đoán ra 8 chữ cho ông ấy: Linh xương đàm vũ, hạn chế qua sông. Nghĩa là sao? Tức là trong tử vi đổ số, tới đại hung tinh giao nhau, nếu gặp 4 hung tinh này sẽ gặp phải đại nạn. Vậy có phải là cô có thể giúp người ta tìm lành tránh dữ sao? Quả thật tôi có kiến nghị ông Dương nên làm sao, nhưng mà sau đó ông không làm theo, tôi cũng không còn cách nào. Thật ra là cô có thể dự đoán được ai sẽ chết lúc nào sao? Tôi rất muốn biết khi nào tôi sẽ chết. Sếp Diêu, đây là bí mật nghề nghiệp. Hơn nữa dù tôi có coi được khi nào sếp sẽ chết, tôi cũng sẽ không thể tùy tiện nói ra được, bởi vì đây là thiên cơ. Nhưng mà nếu như hai sếp đã tới đây một chuyến rồi, tôi cũng có thể tặng sếp 2 câu. Vì madam này ngoài mặt thì có vẻ rất kiên cường, nhưng nội tâm rất là mềm yếu, chị chịu đựng rất vất vả. Tôi tặng chị 1 chữ, đó chính là chữ khốn. Cô khốn lắm hả? Làm gì có. Sao lại là chữ khốn vậy? Khốn khó, khốn cùng lo âu. Vậy còn tôi, tặng tôi chữ gì đây? Sếp rất chuyên tâm trong công việc, ngoài mặt thì có vẻ rất khách quan, giống như là một người bàng quan. Nhưng tôi có thể nhận ra sếp không hẳn vui vẻ thật sự. Vậy sao? Thái độ thản nhiên đó là giả vờ thôi. Nụ cười, niềm vui, tỏ ra bất cần cũng là một cách che đậy. Thật ra trước nay trong lòng sếp có điều uẩn khúc. Tôi cảm giác được, trong những lúc sếp vui vẻ, sếp có thể quay lại với tuổi thơ. Nhưng mà về sau đã xảy ra chuyện gì đó thay đổi vận mạng của sếp, trở thành uẩn khúc cả đời sếp. Vậy uẩn khúc của tôi khi nào mới giải tỏa được? Rồi sẽ có một ngày được giải tỏa. Hơn nữa còn là lúc sếp không thể ngờ tới. Là lúc tôi không thể ngờ tới sao? Được rồi, không nói nữa. Nói nữa là phải thu tiền đó. Hơn nữa sếp cứ coi chuyện tôi nói, tin thì có, không tin sẽ không có.